Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Trật tự. Rồi bây giờ bật ngũ bội tâm tinh. Mình sẽ bật ngũ bội là mình bật ở phía trên. Bật ở phía trên mình sẽ cong, bẻ cong cái ngón chân xuống. Mình đi tìm cái khe. Bật ngũ bội bẻ cong chân xuống thì mình tìm cái khe. Khe ở đâu? Khe giữa ngón chân và bàn chân. Và cái mỏ ngón tay trỏ của mình á. Đây nhá. Nhớ là ngũ bội tâm tinh là bí quyết của bạn đó. Cắt móng tay đi. Nha. Nhưng mà tìm cái khe này bằng Bệnh nhân kéo vào trong bụng, thở ra, kéo vào, bệnh nhân kéo chân vào, kéo sát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tất nhiên là ở sức chịu đựng người ta, mình đừng làm quá nha. Không được làm quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duỗi ra, hít vào. Rồi, gập chân vào. Kéo vào, rồi thở ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.